MC giàu nhất Việt Nam hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê. Ít ai biết Đại Nghĩa đã có 4 năm theo học bộ môn xiếc, anh quả là một nghệ sĩ đa tài. Danh hài Trường Giang từng đặt cho MC Đại Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam bởi thấy đàn anh chạy show ác chiến, hết đài này đến đài khác. Tuy nhiên, làm ra tiền, năm MC 40 tuổi chưa vợ con lại không để trích tử làm giàu cho bản thân mà chuyên đi làm việc thiện. Bên cạnh nhiều chương trình khác mà Đại Nghĩa đang góp mặt, nam nghệ sĩ Tứ Tuần và Harry Won đang dẫn show truyền hình 100 giây rực rỡ trên VTV3. Tại đây anh đã tiết lộ một tai nạn bất ngờ khiến mình phải từ bỏ đam mê và khiến khán giả thêm thán phục vì biết Đại Nghĩa đa tài đến như vậy. Đại Nghĩa Harry Won khiến khán giả bất ngờ khi góp vui tại tập 7 với màn nhảy sexy trên nền nhạc ca khúc Havana của nữ ca sĩ Camila Cabello. Nam MC thể hiện được tài năng của mình khi liên tục thể hiện những động tác khó như trồng cây chuối ke đầu. Sau sự cố gắng đến vắt cạn sức lực, Đại Nghĩa hết sức vui mừng khi nhìn thấy 100 khán giả đều bật đèn xanh cho mình. Tuy nhiên, có vẻ như nam MC bị hoa mắt vì sự thật là không có một chiếc đèn xanh nào được bật lên cả. Điều này đã khiến bà xã của Trấn Thành phải thốt lên: trời ơi, có phải anh bị mù màu không khi cả trường quay toàn một màu trắng? Nhưng người cao tuổi như anh mà thể hiện được những động tác đó là hết sức giỏi rồi, khiến Đại Nghĩa vừa cười vừa mếu. Trong đêm thi, Đại Nghĩa cũng chia sẻ rằng anh từng có 4 năm theo học bộ môn xiếc. Tuy nhiên, trong một lần nhào lộn, anh đã gặp tai nạn nghề nghiệp, phải chữa trị hơn 1 tháng trời. Và kể từ đó, anh đành nói lời tạm biệt bộ môn hấp dẫn mà đầy nguy hiểm này. Chính vì thế, khi biết thí sinh Bá Đức thể hiện một tiết mục xiếc trong chương trình, Đại Nghĩa hết sức thán phục cũng như trân trọng những gì mà những diễn viên xiếc như Bá Đức phải bỏ ra để tập luyện nhuần nhuyễn một tiết mục. Xuân Thảo, Đình Lộc từng được nhiều khán giả quan tâm với câu chuyện yêu nhau 9 năm, nhưng từng muốn từ bỏ vì không có con, sau đó niềm vui bất ngờ đến với họ. Hiện tại cặp đôi đang hạnh phúc bên con trai kháu khỉnh sau một biến cố hồi nhỏ, khiến Xuân Thảo từ cạo đầu để mong con bình an. Tự hào chưa, Việt Nam lại có một mỹ nhân nhí đăng quang hoa hậu ở xứ người, 6 tuổi đã đẹp xuất sắc. Cô bé Việt Nam 6 tuổi Đào Nguyễn Hồng Lam trở thành tân hoa hậu nhí Á Âu. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, cô bé đến từ Hải Phòng, Đào Nguyễn Hồng Lam 6 tuổi vừa giành vương miện hoa hậu tại cuộc thi hoa hậu nhí Á Âu 2018 diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tại Georgia của Mỹ. Bé Đào Nguyễn Hồng Lam đang theo học trường quốc tế Gateway Hải Phòng. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, Lam luôn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang cá tính nổi bật và thần thái tự tin. Đặc biệt trong phần thi quốc phục, trang phục áo dài của Hồng Lam thu hút sự chú ý của nhiều người và nhận được lời khen vì sự sáng tạo độc đáo nhưng vẫn mang đậm nét truyền thống dân tộc. Chiếc áo dài lấy cảm hứng từ trang phục của Hoàng hậu Nam Phương. Chiếc áo dài mà bé Hồng Lam chọn được lấy cảm hứng từ trang phục của Hoàng hậu Nam Phương, kết hợp các họa tiết văn hóa như hoa sen, phượng hoàng, sóng nước và thêm nhiều chi tiết hiện đại như nhũ ép vàng, xẻ tà tay áo. Chiếc áo dài giúp bé Hồng Lam giành giải hoa hậu của trang phục đẹp nhất. Ở phần thi tài năng với phần thi nhảy belly dance, bé Hồng Lam cũng giành chiến thắng với danh hiệu hoa hậu tài năng và giải ngôi sao điện ảnh. Trước đó, Hồng Lam từng tham gia World Tourist Festival 2018 và giành 2 danh hiệu hoa hậu nhí được yêu thích nhất và hoa hậu nhí duyên dáng. Dù đoạt giải hoa hậu nhưng công chúng hy vọng cô sẽ đi học chứ không lấn sân showbiz ở độ tuổi này. Dù nhờ pháp luật minh oan, Bảo Anh vẫn liên tục bị hàng loạt dân mạng chửi thẳng sau nghi vấn con giáp thứ 13. Không chỉ xuất hiện ồ ạt làn sóng chỉ trích trên những bài báo hay diễn đàn lớn, một số khán giả còn thẳng thắn chửi bới mỉa mai Bảo Anh tại chính tài khoản xã hội cá nhân của cô. Những ngày vừa qua, Bảo Anh là cái tên gây chú ý khi vướng vào vụ lùm xùm là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy. Dẫu cho đã ủy quyền cho luật sư thay mình giải quyết và khởi kiện các trang tin đăng tải thông tin sai sự thật, giọng ca như lời đồn vẫn liên tiếp vấp phải nhiều ý kiến phẫn nộ từ phía khán giả. Thậm chí sự lên tiếng bênh vực mà bạn trai cũ Hồ Quang Hiếu dành cho cô nàng, đúng sai gì sẽ có pháp luật giải quyết, việc Bảo Anh nhờ luật sư can thiệp là chính xác. Tôi không tin Bảo Anh sẽ đánh đổi để bị mang tiếng làm người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta mà cuối cùng bản thân cũng chẳng được gì. Dường như chỉ càng khiến lửa giận của khán giả càng thêm bùng cháy. Khoảnh khắc Bảo Anh thân thiết chụp chung với gia đình Phạm Quỳnh Anh Quang Huy trước đây gây sốc cộng đồng mạng sau nghi vấn nổ ra. Luật sư của Bảo Anh đã gửi văn bản đến một số trang tin đăng tải thông tin sai sự thật. Cây ngay không sợ chết đứng, mong là mọi chuyện không giống như lời đồn.
Nhiều khi viết tin bậy bạ không có cơ sở lại gây ảnh hưởng đến danh dự và sự nghiệp của người ta. Chúc em luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống em nhé. Hồ Quang Hiếu thẳng thắn lên tiếng bảo vệ bạn gái cũ. Sau hàng loạt biến động như vậy, Bảo Anh vẫn giữ thái độ thản nhiên, cay ngay không sợ chết đứng. Cô nàng còn vô tư chia sẻ với người hâm mộ trên tài khoản Instagram cá nhân hình ảnh sau hậu trường lộng lẫy xinh đẹp của mình, kèm dòng ghi chú mang tính giải bày tâm sự. Ngước lên ta hỏi ông trời, mình đang tắt tiếng hát thế nào được trời ơi. Ngược lại với nhiều nghệ sĩ khác, Bảo Anh không hề dùng chiêu ở ẩn để né tránh scandal. Đáng chú ý, nếu những bình luận bài đăng trước đó của Bảo Anh chưa thể hiện rõ bú rìu dư luận mà dư luận đang chỉ về cô, thì ở bài đăng này, dân tình đã không ngại ngùng lên tiếng chửi thẳng vào mặt nữ ca sĩ bằng nhiều từ ngữ đanh thép, có ẩn ý có. Khán giả tổng tấn công Instagram của Bảo Anh bằng hàng loạt comment ác ý. Dường như làn sóng phản ứng dữ dội này đã được nhen nhóm từ khi scandal xuất hiện, nhưng chỉ sau khi Phạm Quỳnh Anh bật khóc đến lạc giọng khi hát Tất Cả Sẽ Thay Em trong show nhạc mới đây, thì nó mới bắt đầu bùng lên mạnh mẽ như trên. Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người thương cảm khi bật khóc trong nghẹn ngào khi trình bày sản phẩm âm nhạc ra đời trong khoảng thời gian vợ chồng Phạm Quỳnh Anh ly thân. Cách đây không lâu, sau khi scandal Con Giáp Thứ 13 đổ ra, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau hình ảnh Bảo Anh và Quang Huy đứng cạnh nhau trong một bức ảnh tự sướng của Phạm Quỳnh Anh. Hoa hậu Hương Giang bất ngờ chia sẻ đầy ẩn ý về người thứ ba, dân mạng đồng loạt nghĩ ngay đến một người. Lùm xùm câu chuyện về người thứ ba của Bảo Anh vẫn chưa có hồi kết, khi mới đây Hương Giang khiến nhiều người bất ngờ khi có chia sẻ ẩn ý về vấn đề này. Sau khi thông tin Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn chính thức được công bố, thì tin đồn Bảo Anh chính là người thứ ba chen vào phá hoại tình cảm vợ chồng cũng xuất hiện. Ngay sau lùm xùm người thứ ba, Bảo Anh liên tiếp nhận phải nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng. Để giải quyết sự việc, thậm chí nữ ca sĩ còn dùng đến pháp luật can thiệp, đồng thời lên tiếng trên trang cá nhân, đừng cố tình chà đạp lên nhân phẩm và cuộc đời của người khác chỉ bằng câu nghe đồn rằng cá nhân tôi không bao giờ đi giải thích cho việc mình không làm. Nhưng tin đồn thứ ba ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân và gia đình tôi, ảnh hưởng đến công việc và những khán giả yêu thương tôi. Những ngày này tôi thực sự hiểu rằng sự bình an của gia đình tôi là quan trọng nhất. Tưởng chừng những lùm xùm về người thứ ba đã kết thúc, thì mới đây Hương Giang Idol lại bất ngờ có những chia sẻ về vấn đề này với nội dung mình không quan tâm đến người thứ ba vì nếu đàn ông không đồng ý thì không ai có thể tự nhiên trở thành người thứ ba được, cho nên người thứ ba không bao giờ có cơ hội tiếp xúc với mình trừ khi người thứ ba đó là bạn thân của bạn. Ngay sau những chia sẻ của Hương Giang, cái tên Bảo Anh đồng loạt được nhiều người nhắc đến, bởi chia sẻ của Hương Giang xuất hiện trong thời điểm nhạy cảm khi tin đồn Bảo Anh là người chen chân phá hoại tình cảm Quang Huy Phạm Quỳnh Anh đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Chưa kể mối quan hệ thân thiết Bảo Anh Phạm Quỳnh Anh trước khi tin đồn xuất hiện khiến nhiều người khẳng định người được nhắc đến trong chia sẻ của Hương Giang không ai khác chính là nữ ca sĩ. Sau khi lùm xùm về người thứ ba xuất hiện, Bảo Anh đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, tuy nhiên đều nhận về những chỉ trích từ dư luận. Hiện tại Bảo Anh vẫn chưa lên tiếng trước những dòng chia sẻ của Hương Giang, tuy nhiên có thể nói rằng sau sự việc này, hình tượng của nữ ca sĩ nhất định sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Bên đồng nghiệp không đúng thời điểm, ba sao nữ này nhận cái kết đắng. Hòa Minh Si, Lâm Vĩ Dạ và Diệu Nhi bị cư dân mạng chỉ trích vì lên tiếng bên vực đồng nghiệp giữa thời điểm scandal ở giai đoạn cao trào. Hòa Minh Si bên Bảo Anh, thời gian gần đây Bảo Anh vướng rắc rối khi bị đồn là kẻ thứ ba trong chuyện Quang Huy Phạm Quỳnh Anh, bị một đơn vị đăng tải bài viết vu khống, nữ ca sĩ đã ủy quyền cho luật sư giải quyết để lấy lại danh dự uy tín của mình. Trên trang cá nhân cô chia sẻ, đừng cố tình chà đạp lên nhân phẩm và cuộc đời của người khác chỉ bằng câu nghe đồn rằng cá nhân tôi không bao giờ đi giải thích cho việc mình không làm. Nhưng tin đồn người thứ ba ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân và gia đình, ảnh hưởng đến công việc và những khán giả yêu thương tôi. Những ngày này tôi thực sự hiểu rằng sự bình an của gia đình tôi là quan trọng nhất. Hồ Quang Hiếu, tình cũ Bảo Anh cũng lên tiếng bên vực cô và nhận được nhiều ủng hộ từ fan. Tuy nhiên với Hòa Minh Di, điều này lại không xảy ra dù lên tiếng bên vực Bảo Anh. Trên Facebook, Hòa Minh Di chỉ chia sẻ may mắn được gặp Bảo Anh đúng một lần duy nhất gần đây và rất vui khi được nói chuyện cùng. Bên cạnh đó, giọng ca rời bỏ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người chị đã quan tâm đến sản phẩm âm nhạc của mình. Nhiều người cho rằng cách nói của quán quân Học viện Ngôi Sao chưa thực sự thuyết phục. Không những thế, gần đây, Hòa Minh Di cũng vướng phải nhiều ồn ào, như để mặc cho trưởng fan club quát nạt, hay sự việc xảy ra với nhóm BTS của Hàn Quốc, hình ảnh của cô bị giảm sút đáng kể trong mắt fan. Diệu Nhi bên Sĩ Thanh. Tháng 10 vừa qua, Sĩ Thanh bất ngờ tung ra bộ ảnh cưới quảng cáo cho một thương hiệu.
Tuy nhiên, cô lại diện trang phục bó sát xuyên thấu, khoe dáng quá khiêu khích ở nhiều địa điểm nổi tiếng Sài Gòn như nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh hay nhà hát thành phố. Ngay lập tức, cư dân mạng lên tiếng chỉ trích bộ ảnh là phản cảm và rẻ tiền. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Sĩ Thanh cũng cảm thấy bất ngờ trước bộ ảnh quá bạo của người đẹp. Dĩ nhiên, đồng nghiệp thân thiết của Sĩ Thanh lại đưa ra quan điểm riêng về bộ ảnh gây tranh cãi. Trên trang cá nhân, diễn viên Thập Tam Muội ủng hộ bộ ảnh của cô bạn đồng nghiệp và tin rằng chọn áo cưới là quyền của người mặc. Áo cưới cũng vậy, cô dâu có quyền chọn áo cưới mà mình thích, miễn sao bà khoe được cá tính và nét đẹp của mình thôi. Mình hạnh phúc, mình đẹp thì mình cứ khoe thôi, bộ hình cưới chất như quả đất, ủng hộ hết mình nha, Diệu Nhi viết. Ngay lập tức, nữ diễn viên hài nhận không ít gạch đá từ dư luận. Nhiều người cho rằng Diệu Nhi là người vô trách nhiệm khi khen ảnh của bản thân, khi bị dư luận chỉ trích là phản cảm. Sĩ Thanh cùng với Gia Gia Trương Nhi, Diệu Nhi từng là bộ ba được yêu thích trong chiến dịch chống ế. Năm 2018, Diệu Nhi và Sĩ Thanh tiếp tục hợp tác chung trong phim hài chiếu mạng Bổn Cung Giá Lâm của diễn viên hài Thu Trang. Lâm Vĩ Dạ bên Cát Phượng. Sau ồn ào tình cảm với An Nguyên, Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã lên tiếng xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, dư luận càng giận dữ hơn và liên tục chỉ trích cặp đôi muốn làm rùm beng mọi chuyện để PR cho phim. Nhiều nghệ sĩ trong showbiz đã lên tiếng động viên Cát Phượng giữa thời điểm liên tục nhận chỉ trích sau khi công khai xin lỗi khán giả. Có thể kể đến là Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Lê Phương, Đại Nhân. Tuy nhiên, Lâm Vĩ Dạ lại nhận về vô số gạch đá vì bênh vực đồng nghiệp với câu từ được cho là xúc phạm người hâm mộ. Chia sẻ ta tết mới nhất của Cát Phượng, Lâm Vĩ Dạ viết, người phụ nữ ấy đã lên tiếng cho nên tốt nhất là mấy cái khẩu nghiệp nên câm cái họng lại. Ngay lập tức, đa phần công chúng cho rằng đây là từ ngữ không phù hợp với một người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng tới khán giả như Lâm Vĩ Dạ.